Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với một mẫu tai nghe mới, đó là Marshall Minor 3. Thì đây là một cái mẫu tai nghe mà mình mới thấy Marshall công bố gần đây, và cái thiết kế của nó mình rất là ấn tượng khi nó khá giống với con AirPods của Apple. Với vẻ ngoài của nó thì các bạn có thể thấy là nó có những cái texture, những cái đường vân trên cái tai nghe, thì nó cũng là một cái sự khác biệt. Thì cái mức giá của hãng công bố là 129 đô thì nó sẽ xỉ tầm 2,8 triệu tới 2,9 triệu, nhưng mà về Việt Nam thì mình sẽ công bố mức giá hợp lý nhất cho mọi người. Thì Bluetooth của nó sẽ là Bluetooth 5.2, có khoảng cách nghe khá là tốt, kết nối không có bị chập chờn với nhau á. Thì thời gian nghe của xe nó là 25 giờ, thời lượng pin mà khi nghe tai không á thì sẽ là 5 giờ cho một lần sạc, thì các bạn có thể sạc 4 lần tới khi là cái case hết pin. Thì một lần sạc của nó thì 15 phút bạn sẽ được xài 1,5 giờ và có thể sử dụng cổng Type-C đó mà sạc, hoặc là sử dụng sạc không dây luôn. Thì mình thấy cái này nó khá là mới và hơn con AirPods. Thì tất nhiên là cái chất âm thì nó sẽ dựa trên chất âm của Marshall rồi, nên thành ra là mình sẽ cụ thể hơn khi mà hàng về Việt Nam. Thì nó sẽ là có khả năng kháng nước IPX4, chống được mưa nhỏ, thì coi như là các bạn có thể đi đi mưa nhưng mà vừa vừa thôi, đừng có đi mà mưa lớn quá. Thì thiết kế của nó thì năng động, trẻ trung mà mình thấy cũng đẹp nữa. Nó cũng là một cái gì đó mới lạ đối với những ai mà đang sử dụng những cái tai AirPods. Thì củ loa của nó thì là sẽ là 12mm. Thì sau đây mình sẽ so sánh hai cái tai nghe, đó là Marshall Minor 3 và Marshall Motif ANC. Thì cái bản Marshall Motif ANC này mình sẽ review chi tiết ở ngay phía sau đây thôi, nhưng mà mình sẽ so sánh trước cho mọi người sơ qua về cái audio, pin, connect và mức giá của hai con này sơ lược là như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta tới về audio. Thì audio thì cái giải đáp ứng tần số của nó cũng xem nhau từ 20Hz cho tới 20.000kHz. Thì điện trở của nó thì con Minor 3 sẽ là 32 ohm, con ANC sẽ là 16 ohm. Độ nhạy driver thì có sự chênh lệch, và theo như hãng công bố thì con ANC hãng nói là sẽ có cái âm thanh lớn nhất trong một thiết kế nhỏ nhất. Thì kích thước driver màn loa thì cũng có sự khác biệt, nhưng mà dùng chung cái loại driver đó là Dynamic, nên thành ra là mình nghĩ chất lượng nó cũng sẽ rất là tốt luôn. Nhưng mà chế độ chống ồn chủ động là cái khác biệt giữa con ANC và con Minor 3, khi mà được trang bị cái chống ồn chủ động và cái chống ồn trong suốt. Thì thời gian sử dụng của nó là 5 giờ so với lại 4,5 giờ, nhưng mà con ANC sử dụng 4,5 giờ khi mà bật chống ồn chủ động và 6 giờ khi không sử dụng chống ồn chủ động, nên thành ra nó sẽ nhiều hơn. Thời gian sạc á, thì cũng được cải thiện khi mà sử dụng USB Type-C và sạc không dây nữa, nên thành ra là mình thấy rất là an tâm trong cái việc mà sạc và sử dụng rất là lâu như thế này. Còn về connect thì có hai con đều sử dụng Bluetooth 5.2, nên thành ra là có thể kết nối rất là yên tâm, không có bị chập chờn hay là bị khó chịu trong việc mà nó cứ bị đứt quãng. Thì cái quan trọng ở đây mình thấy là cái trang bị micro của con Motif ANC á, thì nó sẽ nhiều hơn khi mà 6 micro cho tới hai tai nghe, và có thể sử dụng cái micro đó cho việc chống ồn khi giúp bạn đàm thoại tốt hơn. Thì khối lượng của nó cũng có sự khác biệt một chút, giữa 4g và 4,2g thì nó cũng không khác biệt, nhưng mà cái kháng nước thì khác. Con Minor 3 chỉ có kháng nước tai, không có kháng nước cái case, còn con ANC thì kháng nước cả hai luôn, nên thành ra là nó sẽ giúp cho cái việc bảo quản khi mà đi mưa này nọ tốt hơn. Mức giá thì cũng có sự chênh lệch, nhưng mà mình thấy nó cũng không quá đáng kể khi mà có những update về ANC như vậy. Thì nó là 130 đô và tầm sắp xỉ 200 đô. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu sơ lược đầy đủ thông tin về những cái điều cần biết của con Marshall Motif ANC. Thì con ANC này nó giống như là bản AirPods Pro của Marshall vậy đó. Thì nó sở hữu của Dynamic Driver là 6mm, tần số từ 20 tới 20kHz. Thì độ nhạy là 106dB. Thì theo như hãng Marshall nói thì âm thanh của cái tai này nó sẽ là âm thanh lớn nhất trong một thiết kế nhỏ nhất. Thì mình cũng chưa biết là thực hư nó như thế nào, nhưng mà nhìn về những cái mặt thông số kỹ thuật thì mình thấy nó cũng khá là ấn tượng. Và mình thấy là nó hay giữa hai con này á, là nó có sử dụng kích sạc Type-C và cả sạc không dây. Thì nó cũng như nhau, nhưng mà con này nó sẽ có mức giá là 199 đô, là tầm 4,5 triệu, 4,4 triệu. Thì về Việt Nam mình sẽ
trên tay sớm nhất cho mọi người. Thì nó khác con kia ở cái là nó có chống ồn chủ động ANC và chống ồn trong suốt, và nó cũng được trang bị cái tiếp tay để mà mọi người có thể sử dụng thoải mái hơn, có nhiều sự chọn lựa hơn, thời gian nghe cũng được nâng cấp. Và mình thấy là đáng ở cái là nó chống nước IPX5 giữa cái tai, và còn cái case của nó là kháng nước IPX4, trong khi con kia thì chỉ có kháng nước trong cái tai thôi, cái case không có kháng nước, nên thành ra là nó cũng có sự khác biệt ở đây. Còn về mặt thiết kế thì tức là đánh giá của mỗi người rồi, nên thành ra là mình sẽ không bàn quá nhiều về thiết kế, thì mỗi người sẽ có cái nhìn nhận khác nhau. Nhưng về sự đặc biệt thì của mình thấy con mô típ ANC này á, nó không nằm ở cái thiết kế mà nó nằm ở cái tính năng, nên thành ra là thí dụ như là thời gian nghe nhạc là lên đến 20 giờ ở trong chế độ ANC, 26 giờ nếu mà không sử dụng ANC, nên thành ra là cái sử dụng nghe rất là lâu, cũng sử dụng được Bluetooth V5.2 nên thành ra là kết nối rất là ổn định luôn, sạc không dây, rồi sạc Type-C, rồi có tới 6 micro trên cả hai tai nghe, nên thành ra là các bạn có thể đàm thoại rất là ổn luôn. Có 4 mic phụ để mà phục vụ cho chế độ ANC nữa, nên thành ra là các bạn có thể an tâm trong cái việc mà sử dụng để mà đàm thoại ngoài đường, không có bị ồn hay là có bị khó chịu gì hết.